Xin chào các bạn. Trong bài học số 6 này, vấn đề nhạc lý cơ bản chúng ta nói về dấu hóa. Dấu hóa trong âm nhạc là những ký hiệu về cao độ âm thanh, cho biết các nốt nhạc được tăng lên hay hạ xuống nửa cung. Dấu hóa có các loại: dấu thăng, nâng cao độ nốt nhạc lên nửa cung; dấu thăng kép, nâng cao độ nốt nhạc lên một cung. Dấu giáng có tác dụng hạ cao độ nốt nhạc xuống nửa cung. Dấu giáng kép sẽ hạ cao độ nốt nhạc xuống một cung. Cuối cùng là dấu bình hay là dấu hoàn có tác dụng đem cao độ nốt nhạc về âm cơ bản. Về cách sử dụng thì có hai loại cơ bản là dấu hóa bất thường và dấu hóa theo khóa. Dấu hóa bất thường được đặt trước nốt nhạc nào thì sẽ có hiệu lực tăng hoặc giảm cao độ đối với nốt nhạc đó, và đương nhiên cả với các nốt nhạc cùng tên, cùng cao độ trong cùng một ô nhịp. Ví dụ trong dòng nhạc này, chúng ta thấy có nốt pha thăng khoanh tròn. Vậy thì nốt pha ở phía sau dù không ghi dấu thăng vẫn hiểu rằng nó cùng được thăng lên bởi vì cùng tên cùng cao độ trong cùng một ô nhịp. Về dấu hóa theo khóa hay còn gọi là dấu hóa biểu, được đặt ở đầu khuôn nhạc, ngay sau khóa nhạc, có hiệu lực đối với tất cả các nốt cùng tên trong cả đoạn nhạc hay là toàn bản nhạc. Ví dụ dấu hóa biểu ở đây có si và nốt mi là giáng. Vậy thì tất cả các nốt si, nốt mi trong đoạn nhạc này hay trong bài nhạc này sẽ được giáng xuống. Đó là vấn đề nhạc lý cơ bản của bài học hôm nay. Sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ thực hành xướng âm giọng la thứ tự nhiên và la thứ hòa âm. La thứ tự nhiên cũng giống như giọng đôi trưởng, ở dấu hóa biểu không có dấu thăng hay giáng. Còn la thứ hòa âm thì tuy dấu hóa biểu cũng không có dấu thăng hay giáng, nhưng ở bậc 7 được tăng lên nửa cung. Khuôn nhạc này chính là thang âm la thứ hòa âm, vì nốt son là bậc 7 được tăng lên nửa cung. Bây giờ mời các bạn thực hành xướng âm. Đoạn nhạc thứ nhất này là bài thực hành xướng âm giọng la thứ tự nhiên. Vì chúng ta nhìn vào các nốt son trong bài này là bậc 7 của giọng la thứ, cách nốt la một cung không có dấu thăng, cho nên đây là giọng la thứ tự nhiên. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Mi, mi, la, la, son, fa, mi, re, fa, mi. Mi, mi, la, do, si, la, son, la, mi, re. Re, mi, do, si, la, mi, re, mi, fa, mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Mi, mi, la, la, son, fa, mi, re, fa, mi. Mi, mi, la, do, si, la, son, la, mi, re. Re, mi, do, si, la, mi, re, mi, fa, mi. Mi, mi, si, re, do, si, la, re, mi, son, son, la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Thank you.
ngạc thứ hai này, chúng ta quan sát các nốt son cũng không có dấu thăng. Vì vậy, đây cũng là bài học thực hành xướng âm giọng la thứ tự nhiên. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Mi son la do si la mi re mi. Mi son la do si la son la mi. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Mi son la do si la mi re mi. Mi, mi son la do si la son la mi re. Re mi la do re do mi son mi. La do re do mi son la la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Đoạn nhạc thứ ba này, nhìn vào các nốt son chúng ta thấy đã được thăng lên. Vì vậy, đây chính là bài học thực hành xướng âm giọng la thứ hòa âm. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Mi, la, mi, re, mi, fa, re, mi. La mi do si la son la si son la mi la mi re mi fa re mi la mi do si la son la si son la. Mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. Mi la mi re mi fa re mi la mi do si la son la si son la mi la mi re mi fa re mi la mi do si la son la si son la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Đoạn nhạc thứ tư này cũng là bài học thực hành xướng âm, giọng, la thứ, hòa âm. Vì các nốt son là bậc 7 ở đây đều đã được thăng lên. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, vào. La son la la do si la mi. Mi re mi mi la son mi re la mi la la do si la son mi mi si si re do la si mi mi si si re do si la son son la.
mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, vào. La, son, la, do, si, la, mi. Mi, re, mi, la, son, mi, re. La, mi, la, do, si, la, son. Mi, si, re, do, la, si. Mi, si, re, do, si, la. Son, son, la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mời các bạn cố gắng dành nhiều thời gian tập luyện để có thể tự xướng âm mà không cần dựa vào tiếng đàn. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại!